Hi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Anh, mình đến từ Liên Sơn Optical Store. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn khi mà các bạn mua kính thì mua ở đâu là chính hãng, mua ở đâu thì không bị fake và nhái, và mua ở đâu để được giá tốt và kính chính hãng là như thế nào. Ít khi nào mà khi mà các bạn ra ngoài mua kính, người ta có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm này cho các bạn. Thì hôm nay bên mình sẽ chia sẻ đầy đủ những kinh nghiệm cũng như kiến thức để các bạn mua được hàng chính hãng với lại chất lượng tốt và giá thành lại hợp lý. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết những cái kính giống như là mình đang để trên bàn nè, Versace nè, và trong trên cấp ba nè, một design chồ ba, BVL Miu Miu, thì nó đến từ đâu, đâu là chính hãng, thì mình sẽ giới thiệu các bạn nghe. Thì đây là cái giấy chứng nhận đại lý công ty 101 được nằm ở 16 Alexander Road, quận 1, Hồ Chí Minh. Đây là cái công ty mà chuyên nhập khẩu và phân phối kính chính hãng, cũng đứng top trong Việt Nam của mình. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là kính á, ở bên đây á, thì chuyên về chồ ba, BVL, Trinh Hiêu, Tubon, Don Chen, Cappana, Versace, Bosch, Lumery, Miu Miu, Polis, Fula và những cái brand name khác nữa. Ở đây nó không có hiện đủ, cho nên các bạn không biết nhưng mà nó có rất là nhiều brand name. Và đây là một công ty rất là lớn, chuyên cung cấp những cái kính chính hãng. Khi mà bạn mua một cái kính mà những thương hiệu như thế này nè, các bạn lo lắng là làm sao để check được chính hãng, xách tay về thì làm sao check được chính hãng. Thì đây, khi mà bạn mua ở công ty á, thì bạn có thể check được chính hãng và giá hoàn toàn tốt hơn, có khi tốt hơn cả xách tay nữa. Các bạn có thể mua được giá tốt và kính chính hãng. Thì trên bàn mình á, đang có là Versace nè. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết là kính chính hãng bên mình là như thế nào ha. Thì bây giờ mình sẽ đến phần tem chính hãng thì sẽ như thế nào, và tem chính hãng của 101 là sẽ như thế nào nha. Thì tem chính hãng của 101 thì sẽ có kích thước ngắn như thế này nè. Trên tem thì sẽ có hiển thị là tem chống hàng giả phân phối độc quyền của 101. Thì khi mà bạn mua Don Chen, Cappana ở Việt Nam á, thì chỉ có 101 là phân phối độc quyền thôi. Và những cái tem khác á, mà không phải là 101 á, thì nó là không phải là của chính hãng, không được gọi là chính hãng nha. Tại vì Don Chen, Cappana chỉ hợp tác với 101 thôi và không hợp tác với bất kỳ nhãn hàng nào nữa hay là công ty nào nữa. Thì trên cái tem các bạn có, nó sẽ ghi là sản phẩm của Lusutica, Piazzel, Canorama, Milan Ý, là cái này là địa chỉ phân phối của bên đó, xuất xứ từ Ý nè. Và bên đây khi mình lật qua thì mình sẽ thấy được là cái mã code của cây kính nha. Khi mà bạn có thể check bằng cái điện thoại để ra được cái cây kính này của bạn trên cái trang web, thì nhập khẩu và phân phối độc quyền, địa chỉ ở Việt Nam mình là 16 Alexander Road, thì là 101 101, nãy mình có nói cho bạn nghe. Thì trên đây sẽ có ghi cái mã kính và cái mã màu của cái kính của bạn. Thì trên đây cái giá tem của nó là 6.600.000. Thì bên mình á, khi bạn, nhưng mà đây là cái giá tem khi bạn mua tại store thôi, còn khi mà bạn mua bên mình thì sẽ được giảm từ 20-50%, tùy kính, tùy thương hiệu thì sẽ giảm cho các bạn vậy nha. Rồi, thì đây mình sẽ đi sơ qua nha những cái gọng kính nha. Đây là gọng kính bắt ốc của Don Chen, Cappana nha. Mấy bạn đặc biệt lưu ý nha, cái tem của 101 ngắn như thế này nha, và luôn luôn có cái mã tem chống hàng giả, tem vỡ chống hàng giả trên đây, và luôn luôn phải có mã vạch. Còn nếu mà khi mà bạn mua kính mà không có những cái tem như vậy á, thì có nghĩa là kính của bạn chưa chắc là chính hãng. Thì bây giờ mình sẽ đi qua những cái mẫu kính khác cho bạn coi. Thì tem nó cũng là của 101 luôn. Đây, bọn design cũng vậy. Và chồ ba thì trên cái cây chồ ba mình đang cầm này có giá 23 triệu đồng, là cái giá tem của nó. Và cái cây này á, đặc biệt là sẽ có cái lò xo như thế này, để cho cái khi mà bạn đeo lâu á, không sợ bị tì mỏi hai bên đầu của mình. Đây, những cái thương hiệu này á, thì nó sẽ rất là cao và đẳng cấp. Rồi, hôm nay góc chia sẻ của mình tới đó nha. Mọi thắc mắc mà các bạn giống như là chưa được giải đáp, hay là vấn đề gì đó khiến cho các bạn tò mò tính chính hãng về vấn đề gì đó, thì các bạn hãy comment bên dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn ở kỳ sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.